Ngọc Đăng Thanh và Chí Tâm xin kính chào quý khán thính giả. Kính chúc quý vị luôn được nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc. Chí Tâm xin kính chào tái ngộ đến quý vị khán thính giả. Chào Ngọc Đăng Thanh. Chào Chí Tâm. Hôm nay mình sẽ nói về đề tài gì đây Chí Tâm? Hôm nay thì mình thực hiện chương trình Tiếng Tơ Đồng qua đề tài nói về soạn giả Thế Châu. Soạn giả Thế Châu. Khi nhắc đến soạn giả Thế Châu thì nhiều người biết ông có một tuồng hát để lại cho đời. Đó là tuồng Bên Cầu Dệt Lụa. Đúng rồi. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến quý vị khán thính giả về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của ông trong lĩnh vực cải lương. Dựa theo quyển Chân Dung Nghệ Nhân Nghệ Sĩ Tài Tử Cải Lương của nhà văn Đỗ Dũng. Và đương nhiên là chúng ta cũng sẽ trích một vài đoạn trong tuồng hát và phân tích những điểm hay ở trong vở tuồng Bên Cầu Dệt Lụa. Thế Châu là một soạn giả nổi danh trước 1975, được trong giới khán thính giả biết đến. Sau năm 1975 thì ông có nhiều vở tuồng nổi tiếng trên sân khấu cải lương, đặc biệt là vở Bên Cầu Dệt Lụa, cho đến bây giờ vẫn còn để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả cũng như người trong giới, với ngôn từ đầy tính triết lý nhân văn. Soạn giả Thế Châu tên thật là Ngô Văn Long. Ông sinh năm 1936, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nổi tiếng về trái cây, đó là vùng Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Khi ông là một thầy giáo làng, còn rất trẻ, tuổi ông mới vừa đôi chín, tức là mới 18 thôi mà ông đã làm thầy giáo rồi. Lúc đó thì ông chưa có để ý gì đến cải lương hết. Mãi cho đến những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ 20, ông cùng với những người hàng xóm quay quần bên máy hát, cái loại mà quay dây thiều á, vào những tối để mà nghe nhạc để giải khuây. Nào ngờ sự kỳ diệu của nhạc kịch cải lương quyến rũ người thầy giáo trẻ và trở thành niềm đam mê triền miên sau này. Ông nói rằng tôi không ngờ cái nghiệp cải lương đeo đẳng cuộc đời tôi lại dài đến thế. Trong khi nghề giáo viên mà thời thanh xuân tôi đã chọn thì không có tồn tại lâu với nó. Đó là lời bộc bạch của soạn giả Thế Châu. Bởi ông vào đời với nghề nhà giáo đứng trên bục giảng chỉ mười mấy năm. Còn đến với sân khấu cải lương thì từ dịp tình cờ mà đến hơn 40 năm rồi mà vẫn còn vướng bận. Mùa hè năm 1964, tỉnh Bình Dương tổ chức hội thi văn nghệ cho các trường học. Thầy giáo Long của trường Lái Thiêu viết vở cải lương Lê Lai Cứu Chúa. Ông chỉ viết theo cái cảm hứng của phong trào nghiệp dư, ông lấy bút hiệu Thế Châu. Từ đó và năm ấy, vở diễn đoạt giải nhất của tỉnh. Tiếng lành đồn xa, soạn giả Loan Thảo mới tìm đến làm quen và khuyến khích soạn giả Thế Châu hợp tác. Sau đó thì ông đã cùng một số soạn giả như là soạn giả Nhị Kiều, Hoa Phượng, Loan Phượng hợp tác những cái soạn thảo lại một số vở cho cải lương chuyên nghiệp. Dạ, soạn thảo những cái vở tuồng cải lương đó. Dạ. Vào đầu năm 1965 thì thầy giáo Long ở Lái Thiêu trở thành soạn giả cải lương chuyên nghiệp. Từ năm 1965 đến 1975, soạn giả Thế Châu đã viết nhiều vở và được dàn dựng trên một số sân khấu cải lương đại bang lúc bấy giờ như Kim Chung, Tân Thủ Đô, Dạ Lý Hương. Một số vở viết ăn khách viết chung với soạn giả Nhị Kiều như là Tâm Sự Cha Tôi, Qua Cầu Đắng Cay, Vợ Tạm Chồng Hờ. Còn những vở như là Hành Khất Đại Hiệp nè, rồi Bến Tương Tư, tức là có thể là Trường Tương Trường Tư. Trường Tương Tư, dạ. Dạ vâng, thì An Lộc Sơn nữa, và làm những cái vở này viết chung với soạn giả Hoa Phượng và Loan Thảo. Viết một mình thì ông có các vở như Sao Trời Lại Xanh, Thủ Cung Sa, vân vân. Ông là người ít nói hay cười và nhạy cảm cho nên dễ hòa nhập cảm xúc với soạn giả khác. Chính vì sự đồng cảm ấy mà ông đã viết được nhiều loại tuồng hương xa, màu sắc, tâm lý xã hội. Sau năm 1975 thì soạn giả Thế Châu viết hàng loạt các vở tuồng, những cái vở viết riêng của mình như là Bên Cầu Dệt Lụa, Hoa Tím Bằng Lăng, Tấm Cám, Mùa Gió Chướng cho sân khấu Thanh Minh Thanh Nga. Đây là giai đoạn rực rỡ nhất của ông, mà vở Bên Cầu Dệt Lụa là đỉnh cao để ghi lại dấu ấn sâu sắc của thời gian này. Vở diễn để lại nhiều yếu tố lý tưởng. Một ekip tài hoa ca diễn ăn ý với nhau, lôi cuốn người xem từ đầu cho đến cuối. Cốt truyện vở diễn thì cái vở diễn đó mang cái tính nhân văn đầy triết lý. Ở trong đó nổi bật là có nhân vật Trần Minh, do nghệ sĩ Thanh Sang thủ diễn. Lúc mà tạm chia tay với tiểu thơ Quỳnh Nga là do nghệ sĩ Thanh Nga thủ diễn, thì có lời nguyện ước với nhau. Bước thăng trầm, trời đất cũng lá lai, trong những nỗi đắng cay cũng có nhiều vị ngọt hương nồng. Dạ, yeah.
Tuồng Bên Cầu Dệt Lụa có nhiều đoạn hay, nhưng mình phải bắt đầu trích từ những cảnh đầu đi lần lần về phía sau chứ ha. Chứ trích phía sau hát trước rồi thì nó hơi bị ngược lại. Nên bây giờ mình trích cái đoạn này là đoạn Nhuận Điền và Trần Minh qua điệu Khóc Hoàng Thiên. Tâm đóng vai Trần Minh hả? Chứ Tâm đóng vai Trần Minh nha, rồi Thanh... Hay là sao? Thanh đóng vai Nhuận Điền chứ. Dạ. Bây giờ mình hát cái đoạn Khóc Hoàng Thiên này. Anh Nhuận Điền, ơn của anh... Không có ơn nghĩa gì cả. Mình là những thằng nghèo, không thương nhau thì biết phải thương ai. Đừng bận tâm lo nghĩ, ta ơn để có cái căn nhà dột nát thì mình cứ cùng đục nắng che mưa, cùng cháo rau hâm hút qua ngày. Mẹ tôi báo rằng lòng anh thật bao la, hột muối giờ anh phải cắn chia ba. Gia cảnh nhà anh cũng nghèo nàn chật vật, đeo thêm hai người cho nàng cứu mang. Nào có lỗi chỉ con rượu cứ đều đều, an phận thanh bần lòng đủ yên vui. Ta nào có ăn khí canh tướng công hầu, cây mã sang giàu làm lụy đến thân. Đó. Thì hột muối cắn làm hai là một cái câu thành ngữ. Đúng rồi. Phải không? Thì nói về nhân tình thế thái thì thường thường ta hay nói là cục đường thì cắn hết, còn cục muối thì cắn làm mới hai. Cắn làm hai. Nhưng mà trong cái tuần này soạn giả Thế Châu đã khéo léo dùng chữ qua nhân vật Trần Minh khi mà mang ơn Nhuận Điền. Thì nói rằng anh Nhuận Điền thì anh phải cứu mang chính mình và mẹ mình là hai người, cộng với Nhuận Điền là ba miệng ăn. Cho nên ông mới phá cách của cái câu thành ngữ qua cái câu hột muối giờ anh phải cắn chia làm ba. Hay quá ha. Dễ thương quá. Bây giờ thì mình trích cái đoạn tiểu thơ Quỳnh Nga lén cha đến thăm Trần Mẫu và Trần Minh. Đi cùng với cô là thế nữ là cô Tiểu Loan. Mời quý vị khán thính giả cùng thưởng thức. Đoạn này cũng hay lắm, qua thể điệu Xuân Tình Lớp Chót. Vậy Thanh nói vai Tiểu Loan với Tiểu lại Loan Quỳnh Nga luôn. Quỳnh Nga luôn, khi tầm là Trần Minh nha. Xin lỗi. Nàng là ai? Tôi là một người không lạ. Tôi nhớ là tôi chưa hề quen nàng mà. Thì tôi đâu có nói là quen. Sao kỳ vậy? Không lạ mà cũng không quen. Chúng tôi đi tới đây tới hai người lận. Ây da, công tử không quen với tôi mà chắc không lạ với người này. Thành ra vừa không quen lại vừa không lạ. Ôi da. Ngộ quá vậy. Dạ, kính chào công tử. Xin công tử hãy tha cho tội đường đột. Kính chào nhị vị tiểu thơ. Xin công tử bỏ qua cho hai tên tiểu thơ, vì chúng tôi đâu phải là tiểu thơ. Dân, vậy thì chẳng hay nhị vị cô nương đến đây tìm ai? Chúng tôi dân lệnh tiểu thơ sai tới đây tìm công tử Trần Minh. Tiểu thơ nào lại sai nhị vị cô nương tới đây tìm tôi? Tiểu thơ Quỳnh Nga là con gái huyện quan trấn Nhậm Dùng này. Thôi nhị vị cô nương hãy về đi. Tôi đâu dám quen ai là tiểu thơ Quỳnh Nga, con gái của huyện quan trấn Nhậm Dùng này. Công tử nói thiệt hay là gây gắt đố? Hồi sáng nay chúng tôi nhìn thấy công tử dắt lão bà vào huyện đường mà. Cũng chính vì việc tới huyện đường hồi sáng nay mà mẹ con tôi phải chịu nhiều điều cực nhục. Người ta hủy bỏ lời giao hôn trước, còn bị đánh đập đuổi xua như là một kẻ ăn mày. Vì tình người mẹ con tôi mặt dáng mày dài, quất ức đau thương mẹ tôi lâm trọng bệnh. Cũng vì biết rõ câu chuyện sáng nay nên tiểu thơ không ngại điều hiềm tị, mới sai chúng tôi đêm trường lặn lội tìm đến phân trần công tử với phu nhân. Thấy cha bội hôn nên tiểu thơ vô hoàng, mới sai chúng tôi xin công tử và phu nhân đừng giận. Cha muốn quỷ hôn mà tiểu thơ vẫn nhớ, và vẫn đợi chờ ngày hợp mặt nên đôi.
Lòng của tiểu thơ làm tôi xúc động bồi hồi, tôi cũng dâng lòng ghi tạc một cơn sâu. Tiểu thơ đòi tôi lặn lội đến nơi này, còn nói những lời ân cần trao gửi sắc son. Thank you.